chúng ta hay gọi thời tiền sử để ám chỉ khoảng thời gian từ khi vũ trụ được hình thành. Tuy nhiên, thời tiền sử thật sự được đánh dấu kể từ khi con người biết sử dụng công cụ bằng đá, cho đến khi lịch sử được ghi chép, tức là khi họ đã có hệ thống chữ viết. Và do chữ viết được phát minh ở từng quốc gia sẽ ở các giai đoạn khác nhau, cho nên thời tiền sử sẽ bắt đầu và kết thúc cũng không giống nhau. Ví dụ như thời tiền sử ở Ai Cập sẽ kết thúc sớm hơn thời tiền sử ở Việt Nam, bởi vào khoảng hơn 3.000 năm trước công nguyên ở Ai Cập, họ đã có chữ viết, còn ở Việt Nam thì không. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Máy Thời Gian, mình là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở về thời kỳ đồ đá, tìm hiểu xem thời đại có gì đặc biệt nhé. Các giai đoạn đồ đá. Thời đồ đá được chia thành 3 giai đoạn. Thời kỳ đồ đá cũ, Paleolithic hay thời kỳ đá cũ là giai đoạn đầu tiên của thời kỳ đồ đá, kéo dài từ khi loài người bắt đầu sử dụng công cụ bằng đá khoảng 2.600.000 năm trước cho đến khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc khoảng 12.000 năm trước. Ở một số khu vực, văn hóa công cụ đá vẫn tiếp tục đến khoảng 10.000 năm trước. Thời kỳ này tương ứng với thế canh tân Pleistocene trong địa chất, thời kỳ mà trái đất trải qua các giai đoạn băng hà và gian băng. Tuy nhiên, khái niệm về thời kỳ đồ đá cũ không chỉ dừng lại ở việc chế tạo công cụ đá, mà còn gắn liền với văn hóa và lối sống của những người săn bắt hái lượm, những người đã tạo ra các công cụ này. Sau thời kỳ đồ đá cũ là thời kỳ đồ đá giữa, Mesolithic, khi con người bắt đầu thích nghi với môi trường sau kỷ băng hà cuối cùng, và tiếp đó là thời kỳ đồ đá mới, Neolithic, đánh dấu sự xuất hiện của nông nghiệp và kết thúc khi công cụ bằng đồng thau bắt đầu được sử dụng. Thật thú vị khi nhận ra rằng thời kỳ đồ đá chiếm khoảng 99% lịch sử công nghệ của loài người, cho thấy rằng công cụ đá đã được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài. Thời kỳ đồ đá cũ, Paleolithic. Thời kỳ đồ đá cũ ban đầu được cho là bắt đầu khi con người thuộc chi Homo bắt đầu chế tạo và sử dụng công cụ khoảng 2.580.000 năm trước. Tuy nhiên, vào năm 2015, các nhà nghiên cứu đã khai quật được những công cụ đá nguyên thủy tại một lòng sông nhỏ gần hồ Turkana ở Kenya, có niên đại 3.300.000 năm về trước, thuộc thế thượng tân Pliocene. Những công cụ này có niên đại sớm hơn gần 1 triệu năm so với mẫu vật Homo được xác nhận sớm nhất. Điều này gợi ý rằng việc chế tạo công cụ có thể bắt đầu từ loài Australopithecus hoặc một loài Homo khác cùng thời. Thời kỳ đồ đá cũ được chia thành 3 giai đoạn chính. Đầu đồ đá cũ, bắt đầu từ khi con người lần đầu tiên sử dụng công cụ khoảng 2.600.000 năm trước, với các công cụ đơn giản như lõi đá và mảnh đá vỡ. Sau đó là những công cụ rìu hai mặt lớn. Giai đoạn này kéo dài đến khoảng 250.000 năm trước. Giữa đồ đá cũ, bắt đầu từ khoảng 250.000 năm trước, với trọng tâm là các mảnh đá đã được chỉnh sửa và các lõi đá được chuẩn bị kỹ hơn. Công nghệ này vẫn tiếp tục phổ biến ở một số khu vực cho đến khoảng 30.000 năm trước, trong khi các khu vực khác đã chuyển sang công cụ thuộc thời kỳ đồ đá cuối cùng. Cuối đồ đá cũ bắt đầu xuất hiện khoảng 50.000 đến 40.000 năm trước. Giai đoạn này chứng kiến sự bùng nổ về hình dạng công cụ và nguồn vật liệu mới như xương, gạc và ngà voi. Công nghệ này tiếp tục được sử dụng ở một số khu vực cho đến sau kỷ băng hà cuối cùng, kéo dài cho đến 10.000 năm trước. Lưu ý rằng sự phân chia các thời kỳ này chỉ mang tính chất bao quát nhất, bởi vì còn tùy thuộc vào tính chất riêng của từng vùng. Mỗi khu vực khác nhau sẽ có khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc của thời đồ đá khác nhau. Các công cụ. Khoảng 2.600.000 năm trước ở châu Phi, con người sơ khai bắt đầu chế tạo các công cụ đá đơn giản. Nền công cụ đầu tiên được xác định là nền văn hóa Oruan, được đặt tên theo hẻm núi Oruvai ở Tanzania. Trong nền văn hóa này, những người săn bắt hái lượm sử dụng lõi đá đơn giản làm rìu và búa đá để cắt thịt động vật, nghiền xương để lấy tủy dinh dưỡng hoặc giã thực vật và hạt. Oruan chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi như ở Tanzania, Kenya, Ethiopia và Nam Phi, nhưng sau này cũng được phát hiện tại Cận Đông và Đông Á, có lẽ do sự di chuyển của Homo erectus. Oruan có sự chồng chéo với nền văn hóa Acheulean, xuất hiện khoảng 1.700.000 năm trước và không có điểm kết thúc rõ ràng, mà dần dần nhường chỗ cho Acheulean. Các nhà khảo cổ học thường coi Oruan kết thúc khoảng 1 triệu năm trước. Nền văn hóa Acheulean với đặc trưng là các công cụ rìu hai mặt lớn như rìu tay, cuốc và dao chặt,
phát triển đầu tiên ở châu Phi và sau đó lan rộng sang Âu Á. Công cụ này theo chân các loài người như Homo erectus và Homo heidelbergensis trong các cuộc di cư khắp châu Á và châu Âu, giúp họ chế biến con mồi hiệu quả hơn. Con người trong thời kỳ này cũng dần học cách sử dụng lửa, và bằng chứng về việc sử dụng lửa thường xuyên xuất hiện từ khoảng 400.000 năm trước, giúp họ nấu ăn và phát triển bộ não lớn hơn. Cho đến khoảng 12.000 năm trước, dân số loài người trên thế giới vẫn rất ít ỏi và phụ thuộc hoàn toàn vào việc săn bắt hái lượm để sinh tồn. Một nhóm người cổ đại điển hình có thể chỉ từ 15 đến khoảng 40 người, được chia nhỏ hơn nữa thành các đơn vị gia đình. Quy mô nhỏ của các nhóm này không có gì bất ngờ, bởi họ chỉ dựa vào các nguồn tài nguyên tự nhiên có sẵn xung quanh. Tuy nhiên, kích thước nhỏ này cũng góp phần phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên, tạo lợi thế trong một thế giới mà sự hợp tác có thể là yếu tố quyết định giữa sống và chết. Các nhóm lớn hơn 40 người có thể gặp khó khăn trong việc sống dựa vào tài nguyên khan hiếm và cũng khó đạt được sự hợp tác. Khi một nhóm trở nên quá lớn, họ sẽ buộc phải chia tách ra và tìm kiếm những khu vực và tài nguyên khác. Trong thời kỳ đồ đá cũ, chế độ ăn uống của con người bao gồm các loại hạt, trái cây, quả mọng, ngũ cốc hoang dã, mật ong, cá, chim, hải sản, côn trùng và các loài động vật khác. Những gì họ ăn phụ thuộc nhiều vào môi trường sống. Người sống ở những khu vực ấm áp, màu mỡ có nhiều lựa chọn về thực vật và động vật ăn được, trong khi ở những vùng lạnh giá, họ phụ thuộc nhiều hơn vào thịt động vật và cá. Chiến lược đánh cá có thể bao gồm sử dụng dao, lưới và thậm chí cả móc câu làm từ xương. Các loài động vật trên cạn thường được con người thu thập từ xác chết của những loài săn mồi khác hoặc tự săn bắn. Săn bắt có lẽ chủ yếu tập trung vào những con mồi nhỏ. Tuy nhiên, việc săn thú lớn cũng diễn ra. Các bằng chứng khảo cổ và tranh vẽ trên hang động cho thấy con người săn hươu, ngựa, linh dương, bò rừng và thậm chí những loài động vật lớn như voi ma mút. Tại châu Mỹ, khoảng 12.000 năm trước, con người đã lùa đàn bò rừng xuống vách đá để giết chúng, một phương pháp giúp xử lý thịt và da hiệu quả. Phương pháp này có thể đã được sử dụng sớm hơn ở nhiều nơi khác để săn các loài động vật sống theo đàn. Việc săn voi ma mút yêu cầu sự hợp tác nhóm và sử dụng các công cụ phức tạp như giáo, và đây là một công việc rất nguy hiểm. Tuy nhiên, giết được một con voi ma mút sẽ mang lại lượng lớn thịt, da và xương đủ để nuôi sống một nhóm nhỏ. Về chỗ ở, con người thời kỳ này thường sử dụng cả những nơi trú ẩn tự nhiên như hang động và các công trình do họ xây dựng. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy một số nhóm đã sống trong hang động suốt hàng chục nghìn năm. Ví dụ, hang Pangaea Saidi có thể đã là nơi ở của con người trong khoảng 78.000 năm. Khi không có hang động hoặc khi cần di chuyển nhiều, con người thiết kế nơi trú ẩn bằng gỗ, xương, da động vật và các vật liệu từ môi trường xung quanh. Bằng chứng về những nơi trú ẩn làm từ xương voi ma mút và da động vật đã được tìm thấy ở Đông Âu, bao gồm Ukraine, Ba Lan và Cộng hòa Séc, có niên đại khoảng 25.000 năm trước. Ngoài ra, có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy con người hiện đại cách đây hàng chục nghìn năm đã phát triển một số hình thức tâm linh, có lẽ thậm chí là một dạng tôn giáo. Tâm linh và niềm tin vào những hiện tượng siêu nhiên có thể giúp con người giải thích các hiện tượng tự nhiên như hoàng hôn, động đất, sao chổi, sét và núi lửa. Nếu dựa trên các thực hành hiện đại, có khả năng con người thời đồ đá cũ tin rằng sự sống tâm linh tồn tại không chỉ ở con người mà còn ở thực vật, vật thể vô tri và các hiện tượng tự nhiên. Các bức tranh chi tiết về bò rừng, hươu và các loài động vật khác có thể là dấu vết còn lại về suy nghĩ của họ về thế giới siêu nhiên. Chúng ta biết rằng cả con người hiện đại và người Neanderthal đều chôn cất người chết và thường đặt các vật dụng hàng ngày vào mộ. Một số ít địa điểm chôn cất được tìm thấy ở châu Âu có niên đại khoảng 30.000 năm, điển hình với các vật dụng tinh xảo như giáo và đĩa bằng ngà voi, cùng với thi thể được phủ cẩn thận bằng màu son đỏ và chuỗi hạt làm từ ngà voi ma mút và răng cáo. Tuy nhiên, hầu hết các mộ được tìm thấy khá đơn giản, mặc dù có thể suy đoán về niềm tin vào cuộc sống sau cái chết, nhưng thật khó để biết chắc chắn ý nghĩa của những nghi lễ này đối với họ. Nhiều nghiên cứu từ khảo cổ học và các nhóm săn bắt hái lượm hiện đại cho thấy rằng xã hội săn bắt hái lượm cổ đại có tính bình đẳng cao. Các nhóm nhỏ không có giàu có và lối sống du mục là những yếu tố chính. Tuy nhiên, cũng có sự phân biệt trong xã hội này như khả năng về thể chất, trí thông minh và sức hút cá nhân. Các quan điểm trước đây cho rằng đàn ông thường săn bắn,
trong khi phụ nữ nấu nướng hoặc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới hơn chỉ ra rằng cả đàn ông và phụ nữ đều có những đóng góp quan trọng cho xã hội. Thịt săn được thường do đàn ông săn bắn, rất được coi trọng, nhưng thực phẩm từ thực vật do phụ nữ hái lượm có thể đóng góp nhiều calo không kém. Nếu đàn ông đi săn xa, phụ nữ sẽ phải đảm nhận các công việc khác như bảo vệ nhà cửa, sửa chữa chỗ ở và làm công cụ. Và đó là câu chuyện về thời kỳ đồ đá cũ, Paleolithic. Còn bây giờ nếu các bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!